Chủ tịch nước Trần Đại Quang, trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã có buổi làm việc với các cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về tình hình tổ chức, hoạt động, công tác phối hợp, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và trọng tâm công tác trong thời gian tới. Cùng tham dự có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Từ đầu năm đến nay, chất lượng công tác điều tra, xử lý các loại tội phạm tiếp tục chuyển biến tích cực, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm tiếp tục tăng, các cơ quan điều tra đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát, Tòa án trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, nhất là những vụ án kinh tế, tham nhũng được dư luận quan tâm, các vụ án có khó khăn, vướng mắc, có đơn kêu oan và một số vụ án cần thẩm định, điều tra lại, điều tra bổ sung. Các cơ quan điều tra đã cơ bản bảo đảm quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa của người bị tạm giữ, bị can cũng như người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, bảo đảm quyền dân chủ của công dân theo quy định của pháp luật. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các cơ quan điều tra đã đạt được trong thời gian qua. Về những khó khăn vướng mắc trong công tác điều tra, xử lý tội phạm, Chủ tịch nước chia sẻ và đồng tình với báo cáo của cơ quan điều tra, đặc biệt là sự xuất hiện của các loại tội phạm phi truyền thống với nhiều phương thức, thủ đoạn mới tinh vi như tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Một số tội phạm kinh tế, tham nhũng, sử dụng thủ đoạn phổ biến là nhờ người khác đứng tên tài sản do phạm tội mà có. Chuyển tiền tài sản ra nước ngoài để tẩu tán, xóa dấu vết. Rồi tìm cách trốn ở nước ngoài, nhất là các nước mà chưa ký các hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam. Là công tác giám định trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, ma túy còn nhiều bất cập. Một số cơ quan trưng cầu giám định thì từ chối, né tránh giám định, chưa quy định rõ thời hạn trả kết quả giám định, cho nên dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng của công tác điều tra. Với những công tác trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan điều tra tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tư pháp, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong điều tra và xử lý tội phạm. Các nước thành viên của cảnh sát quốc tế thì anh phải chấp hành những nghị quyết của tổ chức cảnh sát quốc tế mà. Đấy, cho nên là tôi đề nghị là chúng ta phải phối hợp rất chặt chẽ với các tổ chức cảnh sát quốc tế, khu vực, rồi các cơ quan tư pháp hữu quan của các nước trên thế giới để khẩn trương truy bắt các đối tượng phạm tội lẩn trốn ở nước ngoài. Nhất là số đối tượng phạm tội kinh tế, tham nhũng. Đồng thời phải có biện pháp có hiệu quả thu hồi số tài sản tham nhũng bị tẩu tán, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và răn đe số đối tượng có ý định bỏ trốn ở nước ngoài. Phải làm sao ấy, không để kẻ phạm tội ảo tưởng nước ngoài là nơi ẩn náu, là cái nơi dung thân an toàn để mà chạy trốn cái trừng trị pháp luật. Chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan điều tra đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm khởi tố, điều tra, đề nghị truy tố chính xác, khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai, tích cực góp phần phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, kỷ luật, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.